Xin chào quý cô chú và quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nha. Thì trong video clip ngày hôm nay, Quy sẽ cập nhật đến quý cô chú và quý anh chị về giá bán mới nhất của Ren i10 Sedan 3 phiên bản, số sàn bản thiếu, số sàn bản full và phiên bản số tự động nha. Thì hiện tại giá bán của Ren i10 Sedan 3 phiên bản có giá bán như thế nào và mức khuyến mãi như thế nào, thủ tục góp chúng ta cần chuẩn bị những gì và bảo hành xe ra sao, thì Quy sẽ gửi đến quý cô chú và quý anh chị trong video clip ngày hôm nay luôn nha. Rồi xin mời quý cô chú và quý anh chị bước vào video clip ngày hôm nay nhé. Đầu tiên bước vào giá bán của Ren i10 Sedan phiên bản số sàn bản thiếu nha. Thì Ren i10 Sedan phiên bản số sàn bản thiếu có giá niêm yết là 380 triệu đồng và giá bán ra hiện tại là 370 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Lăn bánh tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây thì nó rơi vào khoảng là 411 triệu đồng. Trả trước thì quý cô chú và quý anh chị chuẩn bị cho Quy số tiền là 104 triệu đồng nha. Và ứng với số tiền trả trước đó, thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì quý cô chú anh chị góp hàng tháng những tháng đầu tiên nó rơi vào khoảng là 5 triệu đồng trên một tháng nha. Và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau. Phiên bản kế tiếp là i10 Sedan số sàn bản đủ, hay chúng ta gọi là bản full đó. Giá niêm yết của Ren i10 Sedan số sàn bản full có giá là 425 triệu đồng và giá bán ra hiện tại là 415 triệu đồng. Giá lăn bánh tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây thì nó rơi vào khoảng là 460 triệu đồng nha. Trả trước thì quý cô chú và quý anh chị cũng chuẩn bị cho Quy số tiền là 116 triệu đồng. Ứng với số tiền trả trước đó và thời gian vay tối đa 8 năm. Thì quý cô chú và quý anh chị góp những tháng đầu tiên nó rơi vào khoảng là 5,6 triệu đồng trên một tháng nha. Và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau. Phiên bản cuối cùng của Ren i10 Sedan đang phân phối tại thị trường Việt Nam, phiên bản cao cấp nhất là Ren i10 Sedan phiên bản số tự động. Thì phiên bản Ren i10 Sedan phiên bản số tự động nó có giá niêm yết là 455 triệu đồng và giá bán ra hiện tại là 445 triệu đồng nha. Giá lăn bánh tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây thì nó rơi vào khoảng là 493 triệu đồng. Trả trước thì quý cô chú và quý anh chị cũng chuẩn bị cho Quy là 124 triệu đồng nha. Về mức góp thì ứng với số tiền trả trước đó, thời gian vay tối đa là 8 năm thì quý cô chú anh chị góp những tháng đầu tiên nó rơi vào khoảng là 6,1 triệu đồng trên một tháng nha. Và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau. Về phần kế tiếp là phần khuyến mãi thì Ren i10 Sedan có gói khuyến mãi trong thời điểm hiện tại là vừa giảm tiền mặt và vừa tặng gói phụ kiện trang bị theo xe luôn nha. Thì mức giảm tiền mặt Quy cũng đã báo trong phần giá bán luôn rồi. Và gói phụ kiện trang bị theo xe thì nó bao gồm những món gì? Thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quy, nó sẽ gồm nhiều món trang bị theo xe. Thì để Quy tư vấn cho quý cô chú và quý anh chị cái gói phụ kiện phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng xe của gia đình mình luôn nha. Về phần thủ tục hồ sơ chuẩn bị để mình mua xe với hình thức thông qua trả góp á, thì quý cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy, thứ nhất là chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng, thứ hai là sổ hộ khẩu, thứ ba là giấy đăng ký kết hôn nếu mà quý cô chú anh chị đã lập gia đình, còn nếu chưa thì chuẩn bị cho Quy là giấy xác nhận độc thân tại nơi ủy ban dân xã phường mình đăng ký sổ khẩu thường trú nha. Và tất cả những giấy tờ đó thì quý cô chú và quý anh chị cứ đem theo bản gốc đến showroom đại lý Hyundai Tido của Quy nha, để Quy nhờ các anh chị tín dụng trực tiếp lên showroom làm hồ sơ góp cho mình luôn nha. Rồi phần cuối là về phần bảo hành. Thì bảo hành xe Hyundai tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, các model xe là i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson và Santa Fe thì được nâng mức bảo hành lên 5 năm hoặc 100.000 cây nha. Thì thời gian bảo hành nó tăng lên thêm 2 năm thì quý cô chú và quý anh chị yên tâm sử dụng dòng sản phẩm của Hyundai bên em nhé. Về phần thứ hai của video clip ngày hôm nay thì Quy sẽ gửi đến quý cô chú và quý anh chị một vài hình ảnh về chi tiết ngoại thất và nội thất của Ren i10 Sedan phiên bản số tự động màu trắng nha. Xe có sẵn tại lý Hyundai Tido của Quy luôn. Nếu mà tình hình dịch bệnh ổn thỏa lại thì quý cô chú anh chị cứ đến showroom của Quy xem xe và lái thử luôn nha. Xe có sẵn tại đại lý luôn. Về phần ngoại thất của xe, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy ra những thay đổi rõ rệt ở
Hyundai Ren i10 Sedan. Đầu tiên là cụm đèn, đây cụm đèn thì xe trang bị cho chúng ta vẫn là đèn cốt pha halogen, nhưng mà cái nó sẽ thay đổi góc cạnh nè. Đây quý cô chú anh chị, như chúng ta thấy nè, đó nó thay đổi góc cạnh luôn. Phía dưới thì nó là đèn báo rẽ nè. Đặc biệt đèn led định vị ban ngày thì nó sẽ đặt ở trên cái mặt ga lăng luôn, đó mặt ga lăng thì nó sẽ dạng là hình mặt kép nè, đó cho chúng ta cái cảm giác mới lạ hơn nha. Đèn sương mù thì dạng projector, đó đèn sương mù dạng projector đặt phía dưới cái đèn chiếu sáng. Mặt ga lăng bây giờ là nó dạng dạng giống như là nhựa bóng nghe quý cô chú anh chị, nó giúp cho chúng ta cái cảm giác nè, nó sạch hơn, chúng ta nhìn chiếc xe nó sẽ sạch hơn và sang hơn. Đặc biệt trên mặt ga lăng bây giờ nó sẽ không để một cái logo Hyundai lên nữa, mà nó để phía trên, đây phía trên dưới cái chỗ mà nở nắp capo nè, thì nó sẽ để ở phía trên này giúp cho chiếc xe chúng ta nè, chúng ta nhìn nè, nó sẽ sang hơn, đó chúng ta nhìn nó thấy cảm giác mới lạ và nó sang hơn hẳn luôn nghe quý cô chú anh chị. À. Rồi cái nắp capo này nè thì bây giờ nó sẽ có nhiều cái đường gân dập, nó có nhiều cái đường gân dập nè, đó nó có nhiều cái đường gân dập thì chúng ta nhìn cái chiếc xe chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, và nó tạo cho chúng ta chiếc xe nó có một cái dáng thể thao hơn nha. Đó chúng ta nhìn đây mặt phía trước của xe nha. Rồi để quy mở nắp capo lên, chúng ta cùng khám phá động cơ của xe Hyundai Ren i10 Sedan phiên bản số tự động này luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta khám phá phần khoang động cơ của Hyundai Ren i10 Sedan phiên bản số tự động nha. Thì động cơ vẫn là động cơ K3 1.2 4 xi lanh thẳng hàng, là 4 xi lanh thẳng hàng. Đi kèm với hộp số tự động là 4 cấp ngay quý cô chú anh chị. Đó. Vô lăng thì vẫn là vô lăng trợ lực điện. Phía trong á, phía trong cái lớp đen đen theo hướng tay quy chỉ nè, đó. Thì nó sẽ có những lớp cái lớp cách âm, cách nhiệt nha. Nó hạn chế tiếng vọng của động cơ vào khoang máy và tiếng ồn, giúp cho chúng ta lái xe cái cảm giác nó sẽ thoải mái hơn nha. Bên đây thì nước làm mát và nước rửa kính, còn bên đây thì là bình và cái bộ phận điều khiển của CPU của xe nha. Rồi chúng ta nhìn lại khoang động cơ một lần nữa nha. Tiếp theo thì về phần bên hông xe, đây phần bên hông xe thì xe trang bị cho chúng ta đây cụm bánh mâm đúc hợp kim. Đây là dạng mâm đúc dạng phay nha quý cô chú anh chị, đó nó đã phay sẵn luôn, thì nó sẽ thay đổi thiết kế hơn so với cái mâm cũ. Và mâm đúc phiên bản mới này là mâm 15 inch nha quý cô chú anh chị, mâm 15 inch. Và đặc biệt xe trang bị luôn là cảm biến áp suất lốp theo xe chúng ta luôn nha, cảm biến áp suất lốp theo xe chúng ta luôn. Phanh trước thì là phanh đĩa, đó, trang bị phanh đĩa sẵn chúng ta luôn. Cảm biến áp suất lốp này nó sẽ trang bị trên 4 bánh luôn nha, trên 4 bánh. Đó. Phía trên thì nó sẽ trang bị chúng ta là đèn báo rẽ. Đây, đèn báo rẽ tích hợp kèm với là gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện luôn, và có sấy gương nghe quý cô chú anh chị. Tay nắm cửa, đây. Tay nắm cửa thì nó sẽ mạ cà rôm và nó sẽ có luôn cái nút mở cửa, đây nút lock khóa cửa một chạm cho chúng ta trên tay nắm cửa luôn nha, giúp cho chúng ta cảm giác đi khi mà bước lên xuống xe mà lock khóa cửa thì chúng ta sẽ bấm vào đây nó sẽ tiện hơn nha. Rồi bên hông xe thì nó sẽ có những cái đường dập gân nổi nè, tạo cho xe chúng ta cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn, và nó tạo cái giống như kêu bằng cái ngôn ngữ của chuyên ngành là cái khí động học á. Đó. Rồi bánh sau thì thiết kế cũng giống như bánh chính luôn nghe quý cô chú anh chị. Đó, giống như bánh trước là mâm 15 inch. Đó. Hồi nãy Quy Quỳnh quay thông số vỏ cho quý cô chú anh chị cùng tham khảo. Đây, để Quy quay thông số vỏ quý cô chú anh chị cùng tham khảo nha. Thì nó là 175/60R15. Đó. Cũng trang bị cảm biến áp suất lốp theo xe luôn. Và phanh sau là phanh tang chống nha quý cô chú anh chị, phanh tang chống. Rồi. Ở phía sau này thì cái chúng ta sẽ thấy nè, nó sẽ thay đổi thiết kế một chút xíu nè, chúng ta nhìn vào nó thấy không, đó nó sẽ thay đổi thiết kế chút xíu, nó giống như một cái lướt gió ra vậy, cái cánh gió nó đưa ra chút xíu, thì nhìn chiếc xe chúng ta nè nó sẽ cân đối hơn so với phiên bản cũ nha. Đó, chúng ta nhìn sẽ cân đối hơn. Và đặc biệt cái anten bây giờ là anten dạng vây cá nha quý cô chú anh chị, anten dạng vây cá. Đây mặt phía sau thì nó sẽ thay đổi, chúng ta nhìn thấy nó thay đổi rõ luôn nha. Đó thì cụm đèn hậu nó có những cái viền led nè, đó cái viền led nó sẽ dạng như cái hình chữ C á, nó viền led hình chữ C, bên đây cũng vậy đó. Và cái chỗ này nó sẽ tạo chúng ta một cái điểm nhấn nè, nó cái điểm nhấn khi chúng ta nhìn ngang quá nó sẽ có một cái cánh giống như cánh gió lướt ra nè, nó ta nhìn nó sẽ cảm giác chiếc xe nó sẽ hơi dài hơn nghe quý cô chú anh chị, hơi dài hơn,
nhưng mà kích thước chiều dài nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi kích thước về chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở nha, thì nó sẽ thay đổi. Cụm đèn hậu chúng ta thấy theo thiết kế mới nè, nó sẽ đẹp hơn nha quý cô chú anh chị. Đó, camera lùi và cảm biến lùi vẫn được trang bị theo xe luôn nha. Đây, camera lùi, đó, camera lùi và hai cảm biến lùi. Đó, thì cái viền giữa này là cái viền mạ rơm, nó viền mạ rơm. Rồi, phía sau thì nó sẽ có một cái điểm nhấn, cái thiết kế điểm nhấn nè, phía dưới nè. Đó, chúng ta nhìn chiếc xe nè, nó sẽ sắc hơn, cái cho cái thiết kế sắc sảo hơn nha, nhìn nó sẽ cân đối với xe hơn nha. Đó, chúng ta nhìn nó sẽ lạ mắt hơn. Rồi, về mức tiêu hao nhiên liệu, đây. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì khi mà đi đường kết hợp á, thì nó khoảng 6,07 lít. Đường trong đô thị thì khoảng 8,28 lít và đường ngoài đô thị thì khoảng 4,79 lít. Thì mức tiêu hao nhiên liệu này nó cũng tùy nữa, tùy vào cái số lượng người chúng ta đi nè, tùy vào cái độ nhịp chân ga nè, tùy vào cái cung đường chúng ta đi nữa, nó sẽ ảnh hưởng nhiều nha quý chú anh chị, chứ không phải là nó theo đúng như thông số, có thể thấp hơn và có thể hơi chênh lệch chút xíu. Về hàng ghế thứ hai, đây chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái bình hông cửa nè, nó sẽ có cái bệ tì tai của hàng ghế hai nè, thì nó sẽ thay đổi thiết kế nè, nó có những cái đường dập gân nổi nè, đó, và cái mở cửa nè, cái mở phá cửa, cái lắp phá thì chúng ta nhìn nó sẽ khác luôn. Rồi, bên trong thì nó sẽ thay đổi tông màu, bây giờ là màu be và màu đen. Và ghế á, thì cái ghế này nè, chút xíu Quy sẽ quay cái ghế trước cho nè, cái trước Quy đã lột cái bao ni lông rồi, nhưng mà cho các quý cô chú anh chị cùng tham khảo nha. Ghế bây giờ nó cũng là dạng ghế da, nhưng mà ở phía chỗ ghế, cái phần ngồi, phần mông và phần lưng á, thì nó là nỉ, chúng ta kêu da pha nỉ nha quý cô chú anh chị. Rồi, cái hàng ghế hai bây giờ nó trang bị cái rất là đáng tiền luôn, là cái cửa gió hàng ghế hai và cái cổng sạc USB luôn, nó rất là hay luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, phân khúc A mà trang bị cửa gió hàng ghế 2 và cái cổng sạc USB luôn thì nó rất là tiện luôn. Rồi, cái phía sau hàng ghế 2 nó sẽ cho chúng ta ba cái tựa đầu luôn, giúp cho cái người ngồi giữa nó sẽ thoải mái hơn nha, đỡ mỏi cổ nha khi mà đi đường xa. Và cái độ ngã lưng nè, cái độ ngã lưng về sau á, bây giờ nó cũng có thiết kế cái độ ngã lưng nó hơi nghiêng về sau, thì nó giúp cho cái chúng ta đi xa thì chúng ta ngồi hàng ghế hai sẽ thoải mái hơn, nó khỏe hơn, và nó cái độ nâng này nè, nó sẽ nâng cái đùi chúng ta cao hơn chút xíu thì chúng ta ngồi cái tư thế ngồi nó sẽ vững thì chắc hơn nha. Rồi, chúng ta lên khám phá hàng ghế thứ nhất nha. Đây, hàng ghế thứ nhất và bệ tì tai của ghế tài thì nó có các phím bấm nè, lóc khóa cửa nè, cái này là lóc kính hàng ghế hai chứ, Quy xin lỗi, lóc kính hàng ghế hai nè. Đây là các phím lên xuống kính nè, lắp khóa cửa nè, lắp khóa cửa. Đây là cái này là chuyển qua bên trái hoặc bên phải để chúng ta chỉnh lồng gương. Đây là phím chỉnh lồng gương này nha. Đó, cái phím này thì gặp gương điện. Đây, chúng ta nhấn có một cái thì nó gặp vô, nhấn một cái thì nó bật ra. Đó, nó rất là tiện nha quý cô chú anh chị. Nó cũng có những cái đường dập căng nổi nè. Và tông màu phía trước á, thì chúng ta đã thấy bên con i10 hatchback á, thì nó là tông màu đen. Còn con i10 sedan á, phiên bản số tự động á, thì nó là tông màu be và màu đen, nó hai màu. Đây, Quy quay cái ghế gõ cho quý cô chú anh chị cùng tham khảo nè. Thì cái này ở phía ngoài nè, cái viền phía ngoài nè, cái viền phía ngoài thì nó là da và mai chỉ đỏ viền. Còn bên trong nè, nó là nỉ, bên trong nó là nỉ nha quý cô chú anh chị. Đó, nó rất là cũng thiết kế sắc sảo đó. Rồi, cái cửa gió bây giờ nó thiết kế ở bên hai bên nè, là cửa gió dạng tuabin, do chúng ta cảm giác nó ngồi bên trong xe nó sẽ có cảm giác mới lạ và thể thao, thiết kế mới hơn nha, lạ mắt hơn nha. Rồi, chúng ta cùng vào bên trong xe nha. Đó, tiếng đóng cửa rất là chắc luôn nha quý cô chú anh chị. Qua đây, bây giờ đồng hồ nó cũng đã thay đổi luôn, đồng hồ tắp lưng nó thay đổi luôn, nó chỉ còn một cái đồng hồ analog là đồng hồ tua thôi, còn đồng hồ bên đây là đồng hồ dạng LCD. Đó, đồng hồ điện tử, nó sẽ hiển thị thông số tốc độ nè, số nè, chúng ta đang đậu số B nè, cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nè, rồi bên đây thông tin của mức nhiên liệu nè, rồi ở đâu chúng ta đi nè, nó sẽ hiện thông tin trên đây luôn. Và bên đây thì trên vô lăng nó sẽ có các phím đồng thời đánh tay, và vô lăng cũng được bọc da luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, vô lăng được bọc da luôn, đó, rất là tiện. Đây là thì đèn, công tắc đèn,
Bên đây là công tắc của gạt mưa. Rồi, quay màn hình đây thì nó cũng là thiết kế giống như con i10 Ren i10 hatchback phiên bản số tự động vậy đó, thì nó cũng có màn hình nó dạng nói liền với cái cụm đồng hồ tốc lô luôn, nó thiết kế ngang luôn đó. Chúng ta nhìn chiếc xe nó sẽ mới lạ hơn. Và màn hình này nó sẽ thay đổi thiết kế màn hình lớn hơn, dạng tấm hình, dạng nổi đó. À, bên đây thì nó có các phím để điều chỉnh màn hình. Và màn hình này là màn hình đa nhiệm nha, đa nhiệm. Nó sẽ có luôn tích hợp bản đồ AVN chính hãng chúng ta luôn. Nó giống như bản đồ Google Maps cho quý cô chú anh chị, rất là tiện nha. Khi chúng ta đi đường xa hoặc đường lạ đó, chúng ta tìm bản đồ đi, nó rất là tiện luôn. Và cái màn hình này nó kết nối được Android Auto, Apple CarPlay, kết nối với USB, xem video USB, nghe nhạc USB hoặc Bluetooth thì đa nhiệm chúng ta luôn. Ở dưới này thì điều hòa là điều hòa chỉnh cơ nha. Đây, điều hòa chỉnh cơ nè. Đó, điều hòa chỉnh cơ thì những cái núm vặn này nó rất là nhẹ luôn, cho chúng ta cảm giác nó sang trọng nha. Phía dưới thì nó vẫn có các cổng, hai cổng USB đó, một cổng sạc nhanh, một cổng USB để kết nối Apple CarPlay và Android Auto nha. Cần số đây, cần số thì nó là cần số bột da sẵn, hộp số tự động 4 cấp như Quy đã giới thiệu đó. Rồi đó, nó cũng có những cái dập gần nổi trên cái tốc lô nè, nhựa, nhưng mà cảm giác nhựa này chúng ta cảm giác nghe nhựa cao cấp nha quý cô chú anh chị. Rồi chúng ta nhìn lại bên trong xe một lần nữa nha. Vừa rồi thì Quy đã gửi đến quý cô chú và quý anh chị về giá bán, khuyến mãi, thủ tục góp, bảo hành xe và một vài hình ảnh về chi tiết ngoại thất và nội thất của Hyundai Ren i10 Sedan phiên bản số tự động màu trắng nha quý cô chú và quý anh chị. Thì nếu quý cô chú, quý anh chị còn thắc mắc gì về dòng xe Ren i10 Sedan, cứ để lại phần bình luận phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Quy qua số điện thoại 0981323080 để Quy tư vấn trực tiếp cho quý cô chú và quý anh chị luôn nha. Rồi nếu mà quý cô chú anh chị thấy video clip này có thông tin hữu ích cho mình hay thì cho Quy một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc lượt ký kênh để Quy có động lực làm những video clip tiếp theo về các dòng xe Hyundai tại đại lý Hyundai Tedo của Quy gửi đến quý cô chú và quý anh chị nha. Rồi hẹn quý cô chú quý anh chị ở những video clip tiếp theo nha.